Phúng phính Hà Giang và chú Cường được xếp nhiệt tình bất chấp tuổi tác, lý do tại sao? Tiểu Màn Thầu Hà Giang hay Phúng phính Hà Giang là gương mặt từng gây bão trên mạng xã hội cách đây 4 năm. Tới thời điểm hiện tại, Tiểu Màn Thầu đã ra dáng thiếu nữ. Kể từ lúc mới chỉ là cô bé bán hoa dạo trên miền núi Hà Giang cho tới khi về Hà Nội làm mẫu độc quyền, Phúng phính Mùa Thị Dua luôn xuất hiện cùng với hình ảnh chú Cường Martin Nguyễn và cư dân mạng cũng rất nhiệt tình đẩy thuyền cho cặp đôi chú cháu này. Những khoảnh khắc giản dị đời thường của cặp đôi như cùng đạp xe đạp, cùng hờ tay sưởi ấm bên bếp lửa, Tiểu Màn Thầu đội vòng hoa lên đầu Martin Nguyễn đốn tìm người dùng mạng. Được biết Martin Nguyễn tên thật là Cường Nguyễn, chàng trai này hiện đang sinh sống và làm việc tại Kuala Lumpur, Malaysia. Anh chàng từng đến Hà Giang cách đây 2 năm gặp Tiểu Màn Thầu, Martin Nguyễn cũng nhiều lần quay lại nơi đây và giúp đỡ gia đình cô bé này. Cả hai có rất nhiều khoảnh khắc tâm sự cùng nhau, nhìn dáng vẻ e thẹn của Tiểu Màn Thầu không khác gì những cô bé mới lớn, lần đầu đi hẹn hò, khiến dân tình vô cùng thích thú vì quá đáng yêu. Nhiều fan đã nhiệt tình đẩy thuyền cặp đôi chú cháu này, không ít người hy vọng sau khi Tiểu Màn Thầu trưởng thành, cả hai sẽ về chung một nhà. Martin Nguyễn cũng chia sẻ khoảnh khắc nhiều anh chàng chơi đùa cùng Tiểu Màn Thầu và các em bé vùng cao khác trên TikTok cá nhân. Trong một đoạn clip, Martin Nguyễn hào hứng dắt tay Tiểu Màn Thầu ngồi lên xe đạp để mình lái. Tuy nhiên vì đi không quen đi xe đạp mà Martin Nguyễn không thể chở cô bé được. Sau đó chính Tiểu Màn Thầu đã mạnh dạn đổi vị trí, làm người đèo khiến dân tình suýt xoa vì quá dễ thương. Đây cũng là chiếc xe đạp mà anh chàng mua tặng cho Tiểu Màn Thầu. Chính Martin Nguyễn đã chia sẻ trên trang cá nhân về khoảnh khắc này. Đôi khi có một vài lần trong đời bạn không thể nào quên được một khoảnh khắc nào đó. Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn của netizen. Nhiều người không ngần ngại để lại bình luận đẩy thuyền cho cặp đôi chú cháu này. Bên cạnh đó cũng có không ít người cho rằng Phúng phính Hà Giang và Martin Nguyễn có khoảng cách tuổi tác khá lớn. Hơn nữa cô bé vẫn còn nhỏ, cần tập trung vào việc học trước. Chuyện tình cảm không ai nói trước được điều gì, nhưng nên để nó đến một cách tự nhiên.